Ai mà muốn giữ được cho tình yêu của mình được lâu dài thì phải luôn làm gì các bạn biết không ạ? Làm mới cho tình yêu của mình. Đừng có để nó cũ mềm. Hay người ta nói là đường không đi thì đường mọc đầy cỏ dại. Người không qua lại thì người sẽ trở thành người dân. Nhưng mà các bạn biết không, có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình, đã làm mọi cách, nhưng mà người ta vẫn cứ là người dân. Thì lúc đó làm sao các bạn? Làm sao ạ? Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, níu kéo nhau chi cho đời thêm khổ. Đừng có hận đời đánh bạc, đừng có hận kẻ bạc tình, rồi lấy máu xăm mình. Xăm lên bốn chữ gì ạ? Hận người tôi yêu. Và cũng đừng có dài dột mà từ từ, thất tình từ từ đu cây mận. Thất tình từ từ đu cây mận, cây mận rung rinh ngã cây uỳnh. Nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn, không chết vì tình chết vì đinh. Cho nên khi mà bạn đã không thể níu kéo tình yêu của bạn thì bạn phải làm một cái việc, đó là hãy an ủi mình. Bằng cách nào ạ? Trái tim ơi, đừng buồn nữa nhé. Tao biết mày đang nhớ tới ai, nhưng tim à, sao mày khờ quá vậy? Mày nhớ họ, họ có nhớ mày không? Thay vì mình cứ hát đi hát lại cái bài đó là đêm ngày xa anh, thì mình sẽ dòng dạc và hát to cái bài gì ạ? Anh cứ đi đi. Và chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ, dứt khoát, sẽ hát đó là thà là bỏ đi hết, dù cuộc đời đau khổ đi nữa thì chúng ta vẫn hát lên. Và chúng ta sẽ thấy được rằng một điều rằng là mất tình yêu đôi lứa không có nghĩa là mất tất cả. Vì cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để cho bạn sống. Và bạn hãy ngẩng cao đầu, bạn nói rằng em của ngày xưa là cô gái mang hài đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình anh. Còn em của ngày hôm nay là cô gái mang hài xanh, tuy mỏng manh nhưng mà không còn xem anh là tất cả. Rồi các bạn sẽ là gì ạ? Rồi các bạn sẽ lại yêu, nhưng mà yêu một người khác. Cho nên các bạn, chúng ta hãy bình tĩnh mà sống ha. Bình tĩnh mà sống, không có gì phải vội vàng, đau khổ rồi thất tình từ từ. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng là một màu hồng. Nếu mà cuộc sống này chỉ toàn màu hồng thì cuộc sống này cũng sẽ là sao ạ? Sẽ vô cùng tẻ nhạt. Cho nên các bạn, chúng ta hãy giống như là một cái con lật đật, dù ngã bao lần cũng tự bật dậy đứng lên. Và bạn hãy nhớ rằng là bạn và chính bạn, chứ không phải một ai khác, phải đi hết hành trình cuộc đời của mình. Và bạn cũng đừng quá nương tựa vào bất cứ một ai. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn lúc tối tăm.